Tập 13 Hậu Duệ của Mặt Trời sẽ được phát sóng vào tối mồng 6 tháng 4 với nhiều diễn biến mới. Song Joong Ki sẽ có tạo hình mới trong phim khi anh mặc vest và làm nhiệm vụ. Khán giả chờ đón hình ảnh này của Mỹ Nam khi anh phải mặc quân phục quá nhiều trong các tập trước. Trước đó, hình ảnh đại úy Yo mặc đồ đen đi giải cứu bác sĩ Kang đã phá vỡ kỷ lục rating khi vượt mốc 40% cho phần cảnh này. Cũng trong tập 13, hai cặp đôi trong phim sẽ có những khoảnh khắc hài hước và lãng mạn khi quay về Hàn Quốc. Nhiều người trông đợi các cặp đôi này sẽ có những phát triển mới trong chuyện tình cảm. Hậu Duệ của Mặt Trời chỉ còn 4 tập nữa sẽ kết thúc. Khán giả ngóng chờ một cái kết có hậu cho các nhân vật trong phim khi có quá nhiều đồn thổi về một kết thúc buồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.